biết làm đẹp từ nhỏ. Cái này á là thiệt thòi hơn mấy đứa ở bên Mỹ. Mà thấy đi du lịch về đó thì nước da nó phải đen, nó phải ráo nắng. Cho nên hết mùa đông á mà da anh còn trắng bệt á, có nghĩa là gì? Là anh nghèo, anh không có tiền đi du lịch, cho nên là da anh trắng. Thành ra là đi du lịch về là da nó phải ráo nắng. Dạ vì nhà em á, em đưa cái gì thì anh cầm đem lên cơ quan giùm em. Ảnh không biết là ảnh cầm gì, chứ nếu mà cầm được đồ trang điểm thì anh không đi luôn. Để mà mình phát huy cái đó thì cái đó là cái giá trị và cái điểm cộng của mình trong cái mắt của một cái người khác phái hoặc là những người xung quanh mình. Chị với lại không ít mắt lỗ chân lông nó vừa tính chất là